đang là 4:30. Đây là thời điểm các du khách kéo đến thác để tắm. Đây rất là đông rồi các bạn. Ở kia đây chật kín này. Và đây có một tốp nữa. Quá là đông. Cào đấy. Đây có một cô nương nữa chuẩn bị nhảy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trước kia triệu một bạn khách, một bạn khách Việt nó bảo là còn chưa học xong ấy nghỉ mất rồi nhỉ em. Đấy. Đi thôi. Mẹ. Được rồi.